Hello, xin chào cô bác anh chị em. Em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều nha. Thời gian qua cô bác chị em luôn luôn theo dõi kênh thoại mái của em và luôn ủng hộ mua máy bên em nha. Và đóng góp nha, nhiều cái kiến rất là hay. Em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều. Thì tiếp tục hôm nay em sẽ quay cho quán chị em tham khảo động cơ dân ma. Em này là 4T100 nha. Em này em cũng chặt từ cái thùng phát điện xuống, nhưng mà em này là em mới về nha. Còn cô bác anh chị em nào mà muốn mua nguyên thùng phát điện á thì em cũng có luôn các bác anh chị em nha. Nguyên bộ cơm lê thì em cũng có. Một cơm lê nằm đây. Đây là nguyên bộ cơm lê đây. Còn cứ để đi. Còn động cơ đây thì em cũng mới vừa chặt về. Thì em chỉ lấy động cơ thôi. Giờ này cái thùng của em này nó không được đẹp, mấp méo nhiều quá, nó thiếu cửa. Cho nên em mua cục máy thôi. Thì có anh chị em nào mà có nhu cầu để đấu máy cài hay là chạy tàu chạy ghe các kiểu nha, thì mua mình ủng hộ mình. Em này rất là mới nha các bác chị em, mới xuất sắc luôn nha. Đó. Em này rất là êm, đề 12W luôn, rất là dễ sử dụng. Em này dùng tôi em này 3.000, dùng tôi 3.000 thì 71.1 kW, 75.1 kW thì nó cũng chạy ra là 100 lẻ mấy ngựa. Thì đa số em này thì nó tầm 102 ngựa hay quá cho em ha. Mà em này là mới chạy cái không có nhiều. Mình thích mấy cái con máy đẹp này lắm. Mặc dù ở nhà mình vẫn còn, nhưng mà mình thích, thấy đẹp là mình mua thôi. Tại vì nó đẹp rất là hiếm lắm. Đôi khi có anh chị em mà muốn cần mua cũng không có nữa. Cho nên cơ hội mình thấy đẹp mình mua. Nó còn những cái lớp để mà chịu nhiệt của anh chị em, nó không có bốc cái mùi nhiệt ra ngoài. Con máy này thuận tiện cho cô bác anh chị em chạy ghe chạy vỏ rất là nhiều. Cái hơi nóng nó, cô bác anh chị em đặt máy khoan hầm á, hơi nóng nó không bị tỏa ra ngoài, làm cho cái gia đình mình sống ở dưới tàu dưới ghe nó rất là dễ chịu ha. Coi bô lửa này đen thui luôn, đó là mới cực kỳ mới luôn. Để con này nói chung là xài thì khỏi phải nói rồi, mình cũng không có nói nhiều về nó nữa. Lý do là mình đã bán cái dòng này rất là nhiều, thì mình cũng nhắc lại là đời mới nó làm cái cốc nước này bằng nhôm của anh em. Anh em cô bác nào đã xài sử dụng qua cái dòng máy này rồi thì cái đời cũ á, đời cũ là nó xài cốc nước bằng sắt, nhưng mà đời mới sau này nó xài cốc nước bằng nhôm. Cho nên là mình mới phân biệt được điều đó. Đó. Thì bản thân em này nó cũng không có cái cục dinamo. Thì cũng có nhiều anh em ta cũng thắc mắc. Ta nói mình lấy ra. Thật sự không phải quá chị em. Điện sạc vô ắc quy là nó lấy điện từ củ phát để sạc qua các bác chị em nha. Này là bổn phận em này là chỉ để tăng đưa cho go để quạt mát giải nhiệt động cơ thôi, chứ mình lấy ra làm gì. Rồi đến khi mà mình cô bác anh chị em mua mình cũng phải gắn vô thôi. Nhưng mà điều đặc biệt của bên em á là khi mà bán cho anh chị em á là phải lựa cục dynamo xứng tầm ha. Xứng tầm tất nhiên là nó phải đẹp nghe các bác em, chứ không phải mà lụm ba cái đầu da chai long dịch mà gắn vô đây quá vậy ha. Đó, vậy thôi, nó là phải xứng tầm. Bô bọng gì nè, mới tình hết trơn hết trọi.
Nhiều khi cô bác thấy cái trắng trắng này đôi khi nghĩ là mình lấy để vô nghe. Khó nghe quá chứ em. Kiếm có đâu. Thì mình nói sơ lược thêm một cái phần heo cơ hoặc là con heo cơ hoặc là con heo điện nữa. Thì mà nhiều lớp em cũng rất là chia sẻ vấn đề này. Nhưng mà cũng có nhiều anh em là chưa có nắm được. Thì cũng đồng thời là heo đít cơ, nhưng mà heo đít cơ độ nó sẽ khác với cái heo đít cơ gin. Thì con heo đít cơ độ á là nó sẽ không có cái ông tắc ở trên này bất cứ lúc nào các bác em nha, trừ khi anh em cô bác họ người ta lấy nguyên cái đít này để gắn vào những cái đít máy cũ kỹ gì đó. Còn cô bác anh em nhìn thoáng qua thôi, nhìn thoáng qua là cái ga nằm trên này ha, là hiểu rồi các bác em ha. Nói chung là hiện tại bây giờ nó đang xã hội nó đang dịch bệnh rất là ghê gớm lắm. Có anh chị em thấy mỗi ngày nó tăng mấy trăm, nhưng mà mấy cái huyện thị mình ở gần đây nó ít. Nói chung là cũng rất là may mắn. Còn ở trên Sài Gòn nó rất là nhiều. Nói chung là cũng thương bà con trên đó. Nhưng mà mua cái máy mà đem về cũng rất là khó khăn quá cho em nha. Trình báo đồ các kiểu nha, mình vô mình trình báo, mình đi mình trình báo, về trình báo cho mình rất là khó khăn. Cho nên cái giá thành nó hơi nghỉnh lên chút xíu các bác chị em. Thành ra các bác chị em thông cảm. Bốn tay trăm này là nói chung mình nói một câu tóm lại là 97% ha. Nói là có các bác chị em chứ không phải là muốn nói như nói các bác chị em. Nói là có ha, chứ không phải là máy mình nói như mình nói tầm bậy chúng cười chết nha quá chị em. Em không biết là mười mấy ngàn của anh chị em đang theo dõi kênh em thì được bao lâu như thế nào em không biết được trước. Nhưng mà em hứa với quán chị em á, 15.000 mấy người đang theo dõi kênh em. Em hứa với quán chị em là em sẽ làm đúng sự thật. Không bậy bạ, không nói bậy tầm bạ, không có bán hàng bậy tầm bạ. Đâu ra đó đàng hoàng. Anh em cô bác người ta tin tưởng mình. Có nhiều cô bác anh chị em rất là xa quá chị em. Ví dụ như Hưng Yên hay là Bắc Ninh hay là nhiều khi nói chung là nhiều người rất là xa lắm. Còn miền Tây mình thì Cà Mau, nói chung là xa rất là xa, có mấy trăm cây số. Người ta tin tưởng mình, người ta mua mình của mình. Cho nên là cái kỳ vọng của mình rất là nhiều. Mình cũng rất là mang ơn rất là nhiều. Không phải là lời mấy đồng bạc mà mình không có làm gì được quá chị em nha. Mình không có nói, mình không có lấy đạo đức mình nói hay là sao nội. Mình nói bằng cái tâm thật sự. Chứ không phải nói để bán không quá chị em. Để máy không? Đây 12 quá chị em. Cái này dễ xài, một bình thôi. Chim cái đầu tắt máy đi luôn. Nhóm cái đầu chim cái này vô một cái. Mình để nãy mình sơ ý mình không có chim vô kìa. Mình không có chim cái miếng giấy vô á. Lên không mạnh lên. Để được nói không? Cái nó đè cái nó hơi kêu. Rồi ok được rồi, được rồi. Rồi nhấp lại một cái nữa.
thì buộc mình quay giới thiệu máy của anh chị em thì mình phải đề thử thôi ha. Cái thật sự ra máy này thì nói chung là cũng không cần phải nghe tiếng đề đâu, tại vì nó rất là mới. Này mình cam đoan của bác anh chị em là 97% nha. Nếu như các bác anh chị em đến tiệm mà tham khảo mà không đúng là một mình đền 10 nha. Bên em cũng có bơm các bác chưa, cũng có bán mấy cái bơm mà để các bác chị em là đấu động cơ đó, bơm ben các loại, bơm nghĩa địa nha. Thì cô bác anh chị em nào mà có nhu cầu sử dụng bơm ben đó thì mình cũng có nha. Cái gì cô bác anh chị em alo cho thuận tiện hơn. Nhiều khi cô bác anh chị em comment với mình không có thời gian trả lời á, nhiều khi để cô bác anh chị em buồn. Cô bác anh chị em gọi điện trực tiếp alo giúp em rất là mang ơn. Rồi bây giờ này em xin tạm dừng. Xin chúc cô bác anh chị em được nhiều sức khỏe, thành công hạnh phúc. Thì cũng hy vọng cho cái mùa dịch này nó sẽ mau qua, quá chị em có sức khỏe để làm việc, để nuôi sống gia đình và là thực hiện những cái tương lai, những cái mà ước mơ mình từng mơ ước nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.